Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách bó khác, một cách bó hoa đơn giản nữa. Cách bó hoa như thế này, bằng giấy, đây là giấy lụa hay là giấy gì em cũng chả nhớ đó. Thì đây là cái bó mình đã bó sẵn như thế này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Để bó được cái bó hoa như thế này, chúng ta cần một số nguyên phụ liệu như sau. Đây là một số nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Đó là cái giấy bó hoa, mình cũng không biết gọi nó là giấy gì. Cái này thì ở các chỗ bán đồ làm hoa đều rất là nhiều nha, hoặc là các tạp hóa cũng thấy có, mình thấy bán khá nhiều. Chắc là giấy, người ta gọi là giấy cáp hay giấy gì ấy, tự mình cũng không biết là giấy gì. Thì tạm gọi là giấy bó hoa nha. Thì các bạn chuẩn bị cho mình giấy màu xanh và giấy màu trắng. Màu sắc bó thì do các bạn thôi, ở đây mình chọn theo màu sắc của hoa nha. Đây là mình làm hoa lưu ly. Đây là bó hoa lưu ly. Mình đã làm và cũng đã giới thiệu với các bạn trong cái clip mình làm hướng dẫn nha. Thì hôm nay mình sẽ dùng nó để làm bó hoa, vì có một bé yêu cầu, nhớ rõ là bạn nào, nhưng mà thấy bạn đấy bảo là muốn bó theo kiểu bó đấy của mình, nên là hôm nay mình hướng dẫn. Thực ra nó cũng, mình cũng chả biết là bó như thế gọi là bó gì, mình cũng toàn tự bó xong nó thành ra cái hình gì thì nó ra, không ngờ lại có bạn thích cái kiểu đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Trước tiên thì cái bó, với cái bó hoa forget me not này thì các bạn forget me not này thì các bạn bó chúng thành những cái, cố định lại thành một hình như thế này, hình tròn tròn như thế này nhá. Rồi cái này là giờ nơ di băng. Tiếp theo nữa là cái giấy này thì các bạn làm kích thước là 30 x 50 cm, màu trắng. Thì gồm có 1, 2, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ. Các bạn dùng cái tờ giấy đó các bạn cắt đôi ra là được nhá. Cái tờ to ấy. Còn giờ giấy xanh thì có 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ. Các bạn bó càng nhiều thì cái bó hoa nó càng to và càng đẹp nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy màu trắng, hai tờ màu trắng trước. Các bạn gập đôi lại cho mình. Thì trước tiên thì các bạn sẽ đặt như thế này, đặt chéo nhá. Đặt chéo như thế này. Rồi các bạn túm lại. Đó, như vậy là đã được một tương tự với cái mặt chéo này thì các bạn đặt úp đối diện lại nhá. Mình lại dùng băng keo sáp thì vẫn chưa tìm thấy băng dính. Các bạn dùng băng keo, không có băng dính thì các bạn dùng tạm băng keo sáp, hơi tốn một chút. Đó, sau khi cố định lại thì chúng ta đã được hình như thế này. Tiếp theo, cái màu trắng đặt chéo như vậy.
sau khi bó lớp màu trắng thì chúng ta đã được cái hình đại loại như thế này. Chả biết nó ra cái hình gì nữa, nhưng mà miễn là mình cái nhọn nhọn này nó chĩa lên trên nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bó màu giấy màu xanh. Các bạn đặt như thế này này. Các bạn hình dung ra chưa? Rồi bó vào thôi. Thật ra là bạn nào cẩn thận thì có thể cuốn băng keo sáp hoặc là băng dính ngay sau một tờ, mỗi một tờ mình ghép vào nhá. Đây mình lười cho nên là mình đã làm cả đống một như thế này thì nó sẽ bị không được đẹp nhá. Đó, sau khi bó xong cái phần giấy màu xanh bên ngoài thì chúng ta đã được cái hình dạng như thế này. Thì còn cái tờ, một tờ giấy màu xanh cuối cùng thì các bạn dùng kéo này. Các bạn cắt những cái đường lượn như thế này. Đây, các đường lượn như thế này. Rồi các bạn bọc xung quanh. Chạm vào máy quay. Đó. Sau khi buộc nơ thì các bạn dùng tay chỉnh lại. Tại vì cái bó này là mình dùng cái giấy cũ để mình bó lại nên là nhìn nó bị nát. Dùng giấy mới thì lần đầu thì các bạn dùng sẽ dùng đẹp hơn nha. Ở đây mình nhìn nó hơi bị cũ nát rách dưới. Sau khi bó xong thì chúng ta đã hoàn thiện được cái bó hoa đơn giản rồi. Cũng khá là dễ. Và cũng không được đẹp lắm. Chúc các bạn thành công với cái mẫu bó hoa như thế này nhá. Cái này thì chả cần phải sắp xếp gì đâu, các bạn cứ làm cho cái phần nhọn nhọn nó hướng lên trên là được, phần góc của cái hình cái tờ giấy. Chúc các bạn thành công với cái cách bó hoa này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.